truyền Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu dừa gốc cây vô đẹp tươi, chất hóa vô từng bừng nở. Điểm lành đã đến cho muôn loài từ nay, thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay. Dạng người ngày đáng sanh Đức Phật từ bi, ngày bình an đến cùng thế gian. Tất cả chúng ta hãy thành kính hướng tâm về với chùa Giác Viên. Đây là giây phút mà chúng ta cắt băng lập thành để mừng cho cộng đồng FMC của chúng ta có được một ngôi chùa mới. Đạo thiên chân lý cao siêu từ bi, soi sáng vô minh làm mê, tứ sinh luân hồi tận bến mê không còn bờ, độ đợi vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay, lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình yên, tâm hồn bừng sáng tươi như đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa chư vị khách quý, quý Phật tử cùng bà con kính mến đạo Phật. Đã đến giờ chính thức cử hành đại lễ, cung thỉnh chư tôn đức, kính mời quý liệt vị niệm Phật cầu gia bị, cung thỉnh thượng tọa Thích Chí Trơn khởi niệm. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào phút giây thiêng liêng này, xin kính thỉnh chư tôn đức cùng quý vị chào đạo kỳ.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để tưởng nhớ tới tứ trọng ân, ơn đất nước, ơn thầy tổ, ơn cha mẹ và ơn vạn loại chúng sinh. Xin quý vị nghiêng mình dành một phút nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Phút nhập từ bi quán đã trôi qua, cung thỉnh chư tôn đức an tọa, kính mời liệt quý vị đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tại Teplice, xứ sở của những ngôi giáo đường nổi tiếng, hàng trăm trái tim người con Phật mang dòng máu Việt vừa hân hoan chào mừng ngày kỷ niệm đấng đạo sư xuất thế, vừa đón nhận niềm vui khôn xiết nhân một sự kiện lớn, chùa Giác Viên được ra đời. Vui mừng ngôi Phật hiện ra, cho người hoan hỷ, cho hoa mỉm cười. Đạo lành tỏa sáng muôn nơi, chuông chiều mõ sớm vọng lời yêu thương. Có ngôi Già Lam làm nơi tu học, đó là tâm nguyện của người con Phật xa xứ. Có được ngôi Phật điện để sớm hôm lễ bái, đó là mong ước của mỗi người dân Việt Nam. Trên tinh thần phát huy truyền thống văn hóa Việt, gìn giữ nét đẹp nghìn đời của tôn giáo cổ truyền quê hương, Ban chấp hành Chi hội Người Việt Nam và Ban điều hành Chi hội Phật tử Teplice được sự yểm trợ của Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã quyết định thành lập Chùa Giác Viên. Hội đồng giáo thọ đã cho tên chùa là Giác Viên. Sau một thời gian nỗ lực thi công, ngôi chùa đã thành tựu như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến chứng minh và tham dự đại lễ hôm nay, ban tổ chức vinh hạnh được cung đón Cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Cố vấn Hội Người Việt Nam tại Ba Lan yêu đạo Phật, Cố vấn Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam bang Sachsen Cộng hòa Liên bang Đức, trụ trì chùa Giác Đạo thành phố Khép, viện chủ tu viện Khánh An thành phố Hồ Chí Minh, thượng tọa Thích Chí Trơn. Đến chứng minh và tham dự đại lễ hôm nay, ban tổ chức vinh hạnh được cung đón Giáo thọ sư Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Phó chủ trì chùa Giác Đạo thành phố Khép, Đại đức Thích Viên Nghiêm. Chúng con xin cung kính giới thiệu đến từ chùa Tường Vân thành phố Huế, Đại đức Thích Huệ Trọng. Xin trân trọng giới thiệu trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Phạm Chiến Thắng cùng các vị đại diện Đại sứ quán. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Chủ tịch thành phố Đu Bì, Ngài Kỹ sư Peter Pipao. Xin trân trọng giới thiệu Giám đốc Văn phòng Hỗ trợ Hội nhập cho người nước ngoài thành phố Uchinatlabem, Ngài Jan Kubicek. Xin trân trọng giới thiệu trưởng đồn công an thành phố Đu Bì, ông Tomas Pikal. Xin trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, bà Trần Việt Nga. Xin trân trọng giới thiệu Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Phật tử Hoa Tâm. Xin trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Phật tử An Vi. Xin trân trọng giới thiệu đại diện của các hội đoàn, Chi hội Người Việt Nam Teplice, Chi hội Phật tử Teplice, Câu lạc bộ Phụ nữ Teplice, Hội Thanh niên Sinh viên Teplice, Hội Thể thao. Xin trân trọng giới thiệu đến từ thành phố Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức, Chủ tịch Niệm Phật đường Giác Tuệ, Phật tử An Thiện. Cùng đại diện của các hội đoàn, Hội Người Việt Nam, Hội Văn hóa Nghệ thuật,
các hội đồng hương, các câu lạc bộ, các cơ quan báo chí truyền thông xin cho một tràng vỗ tay. Cùng các Phật tử đến từ chùa Giác Đạo thành phố Khép, chùa Giác Nguyện thành phố Brno, niệm Phật đường Giác Minh Praha 10, niệm Phật đường Giác Tâm Plzen, niệm Phật đường Giác Đức Ostrava, niệm Phật đường Giác Hạnh Khomotov, niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm thành phố Most, cùng các Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật đến từ Praha, České Budějovice, Strasny, Vyšší Brod, Ústí nad Labem, Velenice và nhiều thành phố khác trên toàn Cộng hòa Séc. Xin tất cả hội trường cho một tràng pháo tay cùng đón Chư Tôn Đức Tăng cùng các quý vị khách quý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như một điều mầu nhiệm của Phật pháp, ngôi chùa Giác Viên được ra đời, được sự yểm trợ hết lòng của cả cộng đồng mà người đứng đầu cộng đồng đã phát tâm làm trưởng ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông Trịnh Minh, Chủ tịch Chi hội Người Việt Nam tại thành phố Teplice lên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa ông Phạm Chiến Thắng, trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Kính thưa bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Trung hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Kính thưa bà Vũ Thị Thư, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Kính thưa toàn thể các vị khách quý, cùng toàn thể quý bà con, cô bác, những người yêu kính đạo Phật đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Hòa chung một niềm vui của hàng triệu con người yêu kính đạo Phật khắp nơi trên toàn thế giới đang hướng về mùa Phật đản. Hôm nay được sự hỗ trợ của Ban chấp hành Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chi hội Phật tử cùng Ban chấp hành Chi hội Người Việt Nam Teplice và các vùng phụ cận long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2558, dương lịch 2014. Bên cạnh niềm vui chung này, Teplice còn vui và vinh dự hơn nữa, đó là có sự hỗ trợ của quý thầy, của Trung hội Phật tử Việt Nam, của các hội đoàn, của các đạo hữu gần xa và của các gia đình có tâm huyết đã ủng hộ hết mình về tinh thần cũng như vật chất, tạo dựng cho Chi hội Phật tử Teplice một ngôi chùa. Ngôi chùa tuy không to lớn, không đồ sộ, còn rất khiêm tốn về mặt quy mô, nhưng sẽ rất ấm cúng, rất tôn nghiêm. Thời gian chỉ còn ít phút nữa, lễ lạc thành chùa Giác Viên sẽ được diễn ra theo đúng nghi lễ dưới sự chủ trì của thầy cố vấn Thượng tọa Thích Chi Trơn. Đây sẽ là nơi gửi gắm tâm linh của mọi người con yêu kính đạo Phật. May đây, hàng ngày tiếng chuông chùa sẽ được ngân vang, nhưng nhắc nhở cộng đồng chúng ta, những người con yêu kính đạo Phật, hàng ngày có thể tới chùa để tụng kinh niệm Phật, một lòng tu tập đạo pháp để giữ cho ngôi chùa hàng ngày được nghi ngút khói hương. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa các vị khách quý, trong giờ phút trang nghiêm này, cho phép tôi được thay mặt bà con cô bác, những người có yêu kính đạo Phật Teplice và các vùng phụ cận, xin trân trọng ghi nhận và tỏ lòng tri ân tới các quý thầy, tới Trung hội Phật tử Việt Nam, tới các hội đoàn và các vị khách quý những gì đã dành cho Teplice chúng tôi hôm nay. Nhân dịp này, con cũng xin được kính chúc quý thầy luôn luôn vui khỏe, Phật sự viên thành, vạn sự kết tường như ý. Kính chúc các vị khách quý, quý bà con cô bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn bài phát biểu rất là đầy những nhiệt huyết của Ngài Chủ tịch Cộng đồng tại thành phố Teplice. Và sau đây tiếp tục chương trình, ca sĩ Đăng Duy sẽ cúng dường đại lễ Phật đản bài hát Chùa Tôi. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chắp tay A Di Đà Phật.
chúng sanh giác ngộ từ quán khơi lòng. Chùa tôi dưới bóng trăng đàn em thơ múa ca hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhu. Dù cho Đại lễ Phật đản và lễ lạc thành chùa Giác Viên sẽ được cử hành theo chương trình như sau: niệm Phật cầu gia bị, chào đạo kỳ, nhập từ bi quán, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, diễn văn khai mạc. Thông qua chương trình, chiếu video clip, dâng hoa cúng dường, tặng hoa đại lễ, lời cảm niệm, pháp thoại của Chư Tôn Đức, cúng dường Chư Tôn Đức, cảm tạ của ban tổ chức, dâng hương lễ Phật, lễ đốt nến truyền đăng cầu nguyện hòa bình, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật và chụp ảnh kỷ niệm. Sau lễ tắm Phật, ban tổ chức xin kính mời quý vị trở về chánh điện để tham dự những nghi lễ thế sau: lễ an vị Phật, tụng kinh cầu an, tuyên sớ cầu an cho cộng đồng, hồi hướng bế mạc, thụ lộc Phật và lễ quy y Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, thưa liệt quý vị, hoa lòng nở rộ khắp nơi nơi, mưa rắc hoa trời vẫn kém tươi, đóa hoa đạo lý nguyện dâng cúng, muôn đời gió nghiệp thổi không rơi. Khi Đức Thế Tôn xuất hiện giữa cõi đời, hoa ưu đàm nở rộ, chư thiên dâng hương hoa lễ nhạc cúng dường. Hôm nay tại đây, những người con Phật kính cẩn dâng lên những hương hoa thơm ngát cúng dường Đức Từ Phụ và những bậc trưởng tử của người. Lễ dâng hoa xin được bắt đầu.
Cảm ơn lễ dâng hoa của các con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đại lễ Phật đản và lễ lạc thành chùa Giác Viên hôm nay, ban tổ chức nhận được nhiều lãng hoa, hoa dâng lên cúng Phật, hoa nói hộ niềm vui, hoa tặng tri ân những tấm lòng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngoài những lãng hoa tươi thắm ngày hôm nay, chùa Giác Viên đã nhận được rất nhiều những sự giúp đỡ về tịnh tài, vật phẩm, công sức đóng góp cho chùa Giác Viên. Xin quý vị một tràng vỗ tay nữa để tri ân những tấm lòng vàng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị. Ngôi chùa Giác Viên ra đời là niềm vui chung của tất cả các thế hệ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên đất nước Cộng hòa Séc. Nhân sự kiện thiêng liêng và xúc động này, thế hệ trẻ Việt Nam tại thành phố Teplice xin được gửi tới đại lễ một thông điệp từ tất cả tấm lòng. Vì các con rất xúc động và còn e ngại nên xin nhờ Phật tử An Vi đọc giúp cho các con lời cảm niệm. Xin cảm ơn. A Di Đà Phật. Dạ, được phép thế hệ trẻ và được các con đồng ý, cho nên An Vi xin thay mặt các con để đọc cảm niệm về chùa Giác Viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý chư tôn đức, kính thưa quý vị khách quý, thưa ông bà, thưa các cô bác, thưa cha mẹ. Thế hệ trẻ Việt Nam chúng con may mắn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất châu Âu, có những người bạn Séc hiền hòa, có thiên nhiên đẹp tuyệt vời, ưu đãi, với cuộc sống văn minh, với những phương tiện hiện đại, được xã hội chăm sóc, cha mẹ tần tảo lao động, hy sinh tất cả, nên chúng con được hưởng cuộc sống vật chất khá đủ đầy. Nhưng những thiệt thòi của thế hệ chúng con có lẽ không nhiều người được biết. Có bạn không biết lịch sử của dân tộc Việt Nam, có bạn nói không sõi tiếng mẹ đẻ, và tất cả chúng con đều thiếu thốn tình cảm xóm làng, ông bà, tiên tổ. Như cái cây xanh tươi mà rễ không bám sâu vào đất, làm sao mà có thể vững bền, làm sao mà có thể xanh tốt mãi. Chúng con sống mà như thấy mình còn thiếu vắng, trông chênh. Chúng con thiếu mà nhiều khi không biết mình đang bị thiếu. Nay, chúng con rất vui mừng, xúc động. Một ngôi chùa đã mọc lên trên đất Teplice, quê hương thứ hai của chúng con. Chúng con chưa hiểu biết về đạo Phật, nhưng chúng con biết rằng nhờ có đạo Phật mà ông bà tiên tổ của chúng con vững vàng bảo vệ đất nước. Nhờ có đạo Phật mà ông bà tiên tổ chúng con xây dựng đất nước và giữ hồn Việt trường tồn cùng sông núi Việt thiêng liêng. Mái chùa tuy còn khiêm tốn nhưng đã cho chúng con nhìn thấy hình bóng quê hương. Có chùa, mẹ của chúng con không chỉ còn tất tả sớm hôm bán mua làm lụng, mẹ còn có chốn linh thiêng để dâng hương lễ Phật, để nguyện cầu an lành cho cả gia đình. Có chùa, mẹ còn có được những phút giây lắng đọng và thanh thản. Điều quý báu này, dù chúng con có bao nhiêu tặng phẩm quý giá, cũng khó có thể đem về cho mẹ được. Mái chùa còn cho chúng con niềm tự hào với bè bạn nước ngoài. Chúng con tự hào vì không những học hành giỏi giang, lao động cần cù, mà còn biết giữ gìn bản sắc văn hóa Việt. Chùa giúp chúng con hòa nhập mà không bị hòa tan. Chúng con như cánh diều bay vút trên trời cao, vẫn còn sợi dây níu mình lại với đất mẹ. Đó là văn hóa Việt với đạo Phật hơn 2.000 năm. Mái chùa Việt trên đất Séc, quê hương thứ hai, sẽ luôn nhắc nhở chúng con rằng dù sinh ra ở chốn nào, dù đi đâu, làm gì, chúng con vẫn mãi mãi là những đứa con Việt Nam sống có đạo lý, nghĩa tình, nhân hậu. Chúng con xin nguyện gốc rễ cha ông xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Xin cúi đầu tri ân quý Thầy đã đem ánh sáng Phật Pháp về cho thế hệ trẻ chúng con. Xin cảm ơn các cô chú, các bác và cha mẹ đã vì cộng đồng, vì thế hệ trẻ chúng con mà góp sức, góp công, góp tấm lòng dựng lên cho chúng con ngôi chùa Giác Viên, thành phố Teplice, ngày 30 tháng 5 năm 2014. Xin cảm ơn Phật tử An Vi. Và kính bạch quý Thầy, kính thưa quý vị, đến từ Niệm Phật Đường Giác Tuệ, thành phố Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức, Phật tử ca sĩ An Phương sau đây sẽ xin cúng dường đại lễ một bài ca. Và xin mời chị An Phương ạ. Nhân dịp đại lễ Phật đản của chùa Giác Viên, Phật tử An Phương xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Chắp tay niệm Phật. Xin cảm ơn quý vị.
chắp tay niệm Phật trụ sinh an hòa. Cảm ơn Phật tử An Phương. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý khách, quý Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật. Ngày hôm nay, cộng đồng Việt Nam ta trên toàn Cộng hòa Séc có được 12 chi hội Phật tử Việt Nam, 2 ngôi chùa và 6 niệm Phật đường. Không thể không tri ân công sức và tâm huyết của gần 10 quý thầy giáo thọ sư Trung hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Không thể quên sự dấn thân làm đạo gần 10 năm trời của Thầy Cố vấn Thích Chí Trơn. Từ những ngày đầu tiên gian khó, vì sự xiển dương chánh pháp, vì an lạc và hạnh phúc cho cộng đồng, quý Thầy đã phát nguyện đem ánh sáng Phật Pháp tới tất cả các thành phố và vùng quê hẻo lánh nhất trên đất nước Cộng hòa Séc cũng như tại Đông Âu. Quý Thầy giáo thọ của Hội Phật tử Séc đã gần 10 năm sát cánh cùng cộng đồng ta trong bao thăng trầm, buồn vui của cuộc sống xa quê hương. Và hôm nay, chúng ta lại được lắng nghe pháp thoại của Thầy Cố vấn Thích Chí Trơn. Kính xin Thầy chia sẻ với cộng đồng nhân ngày ra đời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và ngày lạc thành chùa Giác Viên. A-di-đà Phật. Kính thưa ông Phạm Quyết Thắng, Trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, quý vị trong ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, kính thưa ông Pr. Pipao,
Chủ tịch thành phố Dubai, các quý vị lãnh đạo chính quyền và các tổ chức của Cộng hòa Séc, thưa các quý vị đại diện cho các tổ chức, đoàn thể, các chi hội Phật tử và đồng bào đang có mặt. Trước hết, xin cho phép tôi được thay mặt chư tăng trong Hội đồng Giáo Thọ, Hội đồng Điều hành, Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc và cũng với tư cách là cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, xin có lời tri ân đến các quý vị khách quý lãnh đạo thành phố Dubai, Tbilisi, các quý vị đã tận tâm giúp cho đồng bào Việt Nam sống, làm việc và được hưởng thụ các giá trị văn hóa, kinh tế, giáo dục, xã hội, các lĩnh vực của cuộc sống và cũng như đời sống tâm linh của cộng đồng người Việt Nam. Chúng tôi ý thức được Cộng hòa Séc là một đất nước thân thiện, hiếu sinh và tôn trọng các nền văn hóa khác biệt. Và chúng tôi hy vọng rằng với nền văn hóa Việt Nam sẽ đóng góp phong phú thêm cho đất nước này, cho nền văn hóa này được tốt đẹp. Và tôi tin chắc rằng những người Việt Nam của chúng ta, những người Phật tử Việt Nam của chúng ta hãy sống xứng đáng, thể hiện được những nét đẹp tinh hoa của truyền thống văn hóa Việt Nam để phụng sự, để cống hiến cho quê hương thứ hai mà chúng ta đang sinh sống. Điều thứ hai, trong buổi lễ này, tất cả chúng ta, những người Việt Nam và những Phật tử Việt Nam đến từ Praha, Brno, Kheb, Khumotov, České Budějovice, Most, rất nhiều vùng miền của Cộng hòa Séc và cũng như những Phật tử đến từ Dresden, bang Sachsen và rất nhiều thành phố của Liên bang Đức để cùng về một chốn để kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật và đặc biệt là sự có mặt của ngôi chùa Giác Viên. Điều này nó nói lên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tương thân, tương ái của người Việt Nam chúng ta. Trên mỗi lĩnh vực khác nhau, chúng ta sống và làm việc khác nhau. Nhưng với môi trường của Phật giáo, không phân biệt già, trẻ, lớn bé, hay là kinh doanh, hay là làm ở lĩnh vực nào. Tất cả đó là môi trường chung cho chúng ta cùng nhau về đây, sống và tu tập theo lời dạy của Đức Phật và thể hiện những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Điều thứ ba tôi muốn nói, ngôi chùa là thể hiện những giá trị đạo đức tâm linh của người con Phật. Nhưng ngôi chùa đó cũng là thể hiện cái giá trị văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Ở đâu có người Việt, ở đó có tiếng chuông, lời kinh và mái chùa cổ kính với những lời cầu nguyện, với những bát hương tâm linh sâu sắc của người Việt. Điều đó nó thể hiện người Việt Nam của chúng ta vun bồi cái gốc rễ tâm linh cho sâu sắc để chúng ta sống được tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. Ở đâu gốc rễ bị lung lay, ở đó gốc rễ sẽ yếu ớt và không vững bền, không phát triển. Chúng ta tôn trọng, chúng ta phát huy những giá trị đạo đức của Đạo Phật và xây dựng những cơ sở của Phật giáo chính là phát huy cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, của văn hóa Việt Nam. Và chúng ta làm đẹp văn hóa của chúng ta để cống hiến cho quê hương thứ hai này, tức là chúng ta cũng bày tỏ niềm tôn kính và trọng ân với đất nước Cộng hòa Séc đã cưu mang chúng ta. Điều thứ tư tôi muốn chia sẻ với quý vị, hình thành được một ngôi chùa không phải một người, không phải một đoàn thể, mà nhiều đoàn thể
nhiều cộng đồng mới làm được. Người Việt Nam chúng ta có câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hoàng núi cao. Nó thể hiện được cái sức mạnh tổng hợp đoàn kết về cả năng lực, về trí tuệ và đạo tâm của tất cả chúng ta. Nhưng tôi muốn nhắc nhở thêm quý vị, việc hình thành một cơ sở là điều rất khó, nhưng để duy trì và phát triển cơ sở là điều khó hơn. Chúng ta xây dựng một cơ sở là chúng ta đặt hết tâm của mình vào trong đó. Chúng ta xây chùa là chúng ta cần có cái tâm Phật. Có tâm Phật để tạo nên cảnh Phật. Cảnh Phật có trang nghiêm hay không là nhờ tâm Phật của chúng ta. Đức Phật có thị hiện hay không cũng tùy ở tâm Phật của chúng ta. Nếu tâm thanh tịnh thì Phật hiển hiện, mà tâm bất tịnh dù chùa to Phật lớn, Đức Phật cũng không có mặt. Với tinh thần hướng về kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và kỷ niệm ngày xây dựng và lạc thành chùa Giác Viên tại thành phố Tbilisi, tôi thành tâm cầu Đức Phật gia hộ cho tất cả chúng ta luôn được sức khỏe, có nhiều niềm vui, sống an lạc, sống hạnh phúc trong cuộc sống này. Và mong rằng tất cả chúng ta với tâm bồ đề dũng mãnh, với đạo tâm kiên cố và với tình đồng hương quyến thuộc, hãy chung sức chung lòng, sống đoàn kết, xây dựng cho cộng đồng của chúng ta được tốt đẹp hơn, Phật giáo chúng ta được vững mạnh hơn, góp một phần nhỏ giúp cho đồng bào ta, cho nền văn hóa của quê hương thứ hai của chúng ta được tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị. Chúng con xin tri ân những lời pháp quý báu của Thầy Cố Vấn. Và tiếp theo chương trình, các cháu thanh thiếu niên niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm thành phố Mốt xin cúng dường đại lễ một điệu múa với tựa đề Trăng tròn tháng tư. Xin mời các cháu thanh thiếu niên. Hãy subscribe.
Xin với hội đạo tràng một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các cháu. Cảm ơn các cháu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại lễ Phật đàn vẫn còn tiếp diễn, nhưng vì điều kiện thời gian và không gian nên ban tổ chức xin được nói lời cảm tạ. Sau đây xin kính mời ông Lê Minh Cường, Phó Chủ tịch Chi hội Phật tử Việt Nam tại thành phố Teplice lên nói lời cảm tạ. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Bạch Chư Tôn Đức, kính thưa chư vị khách quý, quý Phật tử và bà con kính mến đạo Phật. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558-2014 dương lịch và lễ lạc thành chùa Giác Viên, thành phố Teplice đã diễn ra trong không gian, không khí hân hoan trang nghiêm, trọng thể giờ đây đã thành tựu mỹ mãn. Buổi lễ rất vinh dự được nghênh đón Chư Tôn Đức Hội đồng Giáo Thọ Sư, quý đạo hữu, Hội điều hành Hội Phật tử tại Cộng hòa Séc, quý vị khách quý, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, lãnh đạo chính quyền thành phố Teplice, đại diện tổ chức các hội đoàn, các chi hội Phật tử và các địa phương và đông đảo bà con Phật tử cùng về dự lễ. Sự hiện diện của các quý vị với tấm lòng cao quý, với những tràng hoa chúc mừng, những lễ phẩm cúng dường ngày Phật đản, những lời phát biểu chân thành nhất là pháp thoại của thầy cố vấn, như là một lực đẩy thúc đẩy định hướng cho chi hội Phật tử chúng con nỗ lực tiến tu hơn nữa trên bước đường hành đạo, phụng sự chính pháp, phụng sự cộng đồng. Sự có mặt của các chư liệt vị cũng như nói đến sự quan tâm đặc biệt của Chư Tôn Đức Tăng, lãnh đạo cơ quan đại diện các tổ chức, các hội đoàn trung ương, địa phương, trong xu thế đạo Phật ngày càng phát triển tại thành phố Teplice nói riêng và Cộng hòa Séc nói chung. Ban tổ chức xin bày tỏ lòng tri ân đức sâu sắc tới Chư Tôn Đức liệt vị, kính chúc chư vị sức khỏe và an lành. Chúng tôi cũng không quên bày tỏ lòng tri ân đến các cơ quan báo chí, truyền thông, các công ty, gia đình, các Phật tử, các ân nhân gần xa bằng tất cả tâm lực, tài lực, vật lực, thành tâm cúng dường góp phần cho buổi đại lễ Phật đản và lễ lạc thành tựu viên mãn. Chúng tôi ý thức rằng phong trào Phật giáo có được phát triển và tồn tại hay không là nhờ tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tương thân, tương ái, cùng nhau chung nhịp bước trên một lộ trình, cùng nhìn về một hướng của đạo giải thoát. Kính mong được quý thầy, chuông hội Phật tử và các tổ chức hội đoàn tiếp tục yểm trợ, chia sẻ cùng chi hội Phật tử chúng tôi trên bước đường tu tập hành đạo. Chúc tòa Tam Bảo trang nghiêm cùng sự hiện diện của Chư Tôn Đức Lịa Việt, chi hội Phật tử chúng tôi phát nguyện luôn giữ tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu học vững bền, đi theo con đường sáng mà quý thầy Giáo Thọ Sư chuông hội đang dẫn dắt, để có thể góp Phật phần nhỏ bé cho mình trong cuộc sống hoàng dương chánh pháp. Kính chúc quý thầy, quý đạo hữu, quý bà con khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút thiêng liêng này, xin toàn thể đạo tràng đứng trang nghiêm hướng về Phật đài, cung thỉnh Chư Tôn Đức dâng hương lễ Phật và cử hành nghi thức đốt nến cầu nguyện hòa bình và rước lễ đản sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng như một hoa đàn đã nở, một
trời mùa đông. May mắn thay cho vũ trụ đất trời vui mừng, thay cho nhân sinh vàng loại. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2014. Chi hội Phật tử Việt Nam tại thành phố Tép Lĩnh Xe Cộng Hòa Séc thành tâm thiết lễ hương hoa phẩm vật hiến cung đón mừng kỷ niệm Kim Tướng Sơ Sinh Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Giáng Thế Pha Lạc thành chùa Giác Viên Tép Lĩnh Xe. Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền Giang Phó Đạo Tràng chứng minh công đức. Kính nguyện Phật Nhật Huy Hoàng Võ Trụ Pháp Âm vang dội Đông Tây, nhà nhà lạc nghiệp an cư xứ xứ hoa tươi màu tốt. Hiện tiền đệ tử chúng con thân khỏe tâm an, gia đình hạnh phúc, cộng đồng sung túc, xã hội bình an, yên ổn, xóm làng nhân tâm hòa hợp. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ xong. Chúng tôi xin được tri ân ông chủ tịch thành phố Đu Bi, thành phố Tép Lĩnh Xê để đến cùng với dự lễ. Giờ này các quý vị xin phép được.
kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin Ngài về đây chứng minh và tiếp tục giúp sức cho chúng con mạnh dạn dấn thân bước đi những bước chân thánh thiện. Cung kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin Ngài gia ân cho nhân loại biết mở trái tim thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, cùng chung sống với nhau trong thế giới hòa bình, an lạc. Cung kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin Ngài hỗ trợ cho chúng con, mỗi người đều thật lòng, luôn nghĩ tốt, sống tốt với tha nhân. Cung kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin Ngài gia tâm cho chúng con, mỗi người hàng ngày trong nói năng, trong tư tưởng và trong hành động đều sống đúng theo mọi giá trị đạo đức tâm linh. Cung kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài là tình thương chở che cuộc sống, là suối nguồn mát mẻ thanh lương. Chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc đời. Chúng con xin nguyện buổi sáng đem niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của mọi người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài. Cung kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài là ánh đuốc trong u tối trần gian, là mặt trời phương đông phá tan đêm hôn ám. Chúng con xin học theo hạnh của Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng, áp bức còn đang trấn ngự, để có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát. Cung kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài là viên minh châu sáng ngời không mảy may trần cấu, là tuệ giác siêu trần thẩm thấu thế nhân. Chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Chúng con xin tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến. Chúng con tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập nhìn thật sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau, để thấy được tự tính vô thường và vô ngã của vạn vật. Chúng con xin học theo hạnh của Ngài, dùng gươm trí huệ để đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi giới. Cung kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.